Xin chào mọi người. Hôm nay ogd.vn và sonamobile.com xin giới thiệu các bạn. Đây là mẫu điện thoại Vertu được độ vỏ cao cấp. Bản này bản đặc biệt đính đá nhé. Vàng hồng đính đá. Đây là viên đá chủ này. Đây là đá đính quanh viền tai nghe này. Đây là đá đính đằng sau này. Bản này là bản vỏ cao cấp của Hồng Kông, độ ruột chính hãng. Vàng hồng. Mình độ là phím bấm cực êm nhé. Đây các bạn nghe tiếng luôn này. Nhìn cực chất, sắc nét, không khác gì máy vàng khối chính hãng. Bản này trên thị trường là chưa có. Anh em có nhu cầu mua biếu tặng độ chơi nên đời đến với cả Sơn Long Mobile.com và ogd.vn. Xin cảm ơn các bạn.